Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một kiếm 200 đô miễn phí nha các bạn. Cái sàn này nó sự kiện nó cũng gần sắp kết thúc rồi các bạn ơi. Đây mình nói rõ về đây là của sàn Coinbit, là cái sàn mua bán đồng tiền ảo nha các bạn. Hồng Kông ngày 1 tháng 1 2019 nha các bạn. Sàn giao dịch lớn nhất ở Đông Âu, Coinbit nhanh chóng tạo ra cộng đồng điện tử. Chương trình giới thiệu độc quyền của Coinbit được hỗ trợ bởi CNB. Trao đổi mã thông báo, giá của mã thông báo là 1 đồng CNB bằng 0.1 USD các bạn. Mà mình đăng ký và mình cai xe là mình nhận được 2.000 CNB là F1 các bạn. Còn F2 là nhận được 5.000 cấp tặng các bạn, lên được từ F3 các bạn tới 3 cấp tặng các bạn. Cái sàn Coinbit này mình cho các bạn luôn dụ luôn. Cái sàn Coinbit này giờ ha, xếp hạng 28 các bạn. Qua cái sàn Binance nha các bạn, trên 100.000 còn lên nữa các bạn, vì giá trị của nó rất tốt. Rồi mình sẽ cho những các bạn đăng ký các bạn. Đầu tiên thì các bạn cái phần liên mô tả thì mình sẽ làm cách giao diện như vậy. Các bạn đi mua mình vô K4 cho vô phần điểm cơm, rồi các bạn nhập mật khẩu vô các bạn. Mật khẩu là nhớ là đi sinh viên sinh hồi 1 là không điểm cơm. Nó kêu bạn bạn hãy vào kiểm tra submit cái thư sụp âm nha các bạn. Các bạn vào cái mail mình nè. Thôi các bạn mà không chơi không cài xe kèo này thì thôi đi các bạn ấy, bắt các bạn kiếm tiền online làm cái gì nữa. Rồi các bạn vào cái mail K4T4H4 của mình rồi ta. Rồi K4T4H4 của mình nè. Vì đây không có các bạn lít qua hộp thư spam các bạn lướt xuống nè. Rồi hộp thư spam nè các bạn. Các bạn vô hộp thư spam chờ chút nữa các bạn. Rồi có biết nó về nữa các bạn. Rồi vô. Các bạn chờ nó lót chút nữa các bạn. Rồi hộp thư spam này các bạn. Tại sao thư này là ở trong một spam. Rồi các bạn bỏ đi nha các bạn. Các bạn nhấp vào đường link này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đường link này. Các bạn nhớ bấm like, nút like và nút subscribe ủng hộ mình các bạn hoặc các bạn chia sẻ lên fanpage Facebook được các bạn. Mình sẽ ít bữa nữa mình sẽ kiếm cái kèo nào có thu thực mình chat là mình làm video cho các bạn ha các bạn. Giờ máy mình yếu quá, mình chưa có ấy lên nữa. Sau khi mình đã kích hoạt rồi, nhiều khi nó có cái captcha thì các bạn lướt qua nha các bạn. Còn đây mình không có captcha. Nó có cái một cấp tra và còn các lướt vô, rồi các bạn đăng nhập cái mật khẩu của mình hả, cái mail nãy vô các bạn K4T4@gmail.com, mật khẩu thanh, mật khẩu hồi nãy nha các bạn, thì mình hồi nãy mình đổi mật khẩu rồi.
một chấm chấm. Rồi các bạn đăng nhập ha các bạn. Kèo này ngon lắm nha các bạn. Các bạn không chơi là uống lắm đó. Còn có khoảng 20 mấy ngày nữa. Mình các bạn chơi đăng ký đường link mình đi, mình sẽ hỗ trợ các bạn rút tiền về ATM đàng hoàng. Chỉ các bạn chỉ cần có một cái thẻ ATM là được à. Còn cái vụ mà đổi CNB nữa để mình hướng dẫn tỉ mỉ ha các bạn. Vậy rồi các bạn, sau khi đăng nhập xong thì cái giao diện nó như vậy nha các bạn. Các bạn phải KYC nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC với bẹt luôn. Các bạn click vào cái phần ba chữ cạch này nè các bạn. Các bạn click vào nha. Đứng máy vậy ta. Rồi các bạn, các bạn click bên phần ba chữ cạch nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Các bạn nấp chữ account nè các bạn. Rồi các bạn qua đây dịch qua tiếng Việt các bạn, một in lệnh nè các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn mình dịch qua tiếng Việt luôn đi. Dây bẹt sẽ dây bẹt luôn. Rồi các bạn chọn những tiếng Việt nha các bạn. Rồi quy trình xác thực nè các bạn. Các bạn tên và thông tin các bạn bấm vô đây nha các bạn. Đầu tiên ví dụ như bạn tên là Nguyễn Thị Thanh gì đấy ha, ví dụ là tên thì các bạn tên họ ghi họ Nguyễn, tên đệm thì Thị, họ là Thanh các bạn. Các bạn nhớ ghi tên không dấu các bạn, rồi tên đệm rồi họ của mình vô các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút render này nè các bạn. Các bạn nam thì chọn Malay, còn nữ thì Phi Malay các bạn. Phi Mali chứ. Giờ các bạn chọn vô list ở đây các bạn, ngày tháng năm sinh các bạn. Thì ngày tháng là từ trên các bạn điểm xuống, như tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 các bạn. Ngày thì cũng vậy luôn, năm vậy luôn. Còn quốc gia cũng vậy luôn. Các bạn sống ở đâu thì ghi vô, thành phố ghi đâu, địa chỉ đường thì các bạn ghi vô các bạn. Như mình sống ở đường nào, các bạn ghi bừa cũng được đó các bạn. Còn cái nhà ở dưới số nhà này các bạn ở mà trong ấp trong làng xã nào các bạn biết số nhà của người gần ở bên đâu hoặc ở đâu đó các bạn ghi vô các bạn. Nếu không biết thì bạn ghi đây số 1 hoặc số 2, số 3, số 4 gì các bạn. Hai số này phải giống nhau các bạn. Ghi mẹ 163, 165 gì đi các bạn. Ồ 167, 68 gì. Rồi các bạn ghi chứ zip là cái mã bưu điện đó các bạn. Mã zip code là các bạn lên Google search ghi vào mã bưu điện tên dùng của bạn đó. Rồi các bạn bấm nút gỡ nha. Rồi các bạn gỡ rồi nó qua cái trang thứ hai là các bạn xác thực nè các bạn. Các bạn vô cái lục hộ chiếu gia đình của các bạn đó, các bạn chụp cái một cái bức ảnh, các bạn tải về cái máy ảnh HD nha các bạn. Các bạn chụp vào cái trang cá nhân của các bạn á, chụp hết vào chụp trang cá nhân của các bạn rồi phải không. Rồi các bạn chụp thêm hai bức chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau, là gỡ lượt hai tệp nè các bạn, chỗ này nè. Rồi cái đây thì bằng lái xe của mặt trước mặt sau hai tệp luôn, dễ bẹt luôn các bạn. Rồi các bạn cầm một tờ giấy, các bạn ghi cầm một tờ giấy nha các bạn. Các bạn chữ ghi coi biết nay bạn gỡ ngày mấy, tháng mấy, năm mấy các bạn. Như bữa nay thì ngày 21 tháng 11 năm 2019 nha các bạn. Rồi các bạn cầm thêm một cái đi chứng minh nhân dân mặt trước của các bạn, rồi nhớ chụp cho rõ cho sáng nha các bạn. Các bạn nên tải cái máy ảnh về các bạn, HD nha các bạn. Rồi các bạn chọn tệp nè. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Như vậy là KYC đã thành công nha các bạn. Rồi mình theo qua mình review. Sau khi các bạn KYC thành công thì để qua bên kit token này. Còn 29 ngày nữa là sự kiện nó kết thúc nha các bạn. Các bạn bây giờ KYC thì nó sẽ sớm các bạn, còn gần ấy thì lâu lắm nha các bạn. Rồi các bạn click vào đi. Thôi đi, để em ra em lấy cái hạt chính của em review vậy hơn anh chị. Nè các bạn, cái hạt chính của mình thì đối tác đã xác minh các bạn. Mình đã xác minh thành công rồi các bạn. Mình sẽ qua bên cái phần
giao dịch cho đội dịch, mình sẽ review các bạn các phần nha các bạn. CNB, đồng CNB nè, còn 29 ngày nữa mình, nó cho mình rút về, nó cho mình quy đổi qua cái đồng Bitcoin các bạn, hoặc USDT rồi mình rút về về Việt Nam đồng nha các bạn. Rồi các bạn nút vô chương trình giới thiệu nữa các bạn. Sau khi các bạn có tích màu xanh này thì các bạn mới thành KC thành công các bạn. Rồi tiền thưởng là 1.000 CNB là các bạn đăng ký nè, giới thiệu được 2 bạn. Giới thiệu một cái đống luôn sẽ có 2 bạn người ta. Mấy bạn này xác minh hôm qua nè các bạn. Rồi các bạn muốn kiểm tra mình có nhận không, các bạn bấm vô số dư nha các bạn, số dư nè. Nên các bạn qua cái mục chương trình giới thiệu các bạn, sau khi mình đã gây C thì lợi nhuận của mình được 2.000 đồng CNB nè các bạn, có ngàn nè các bạn. Các bạn copy cái ID cái này nè các bạn. Copy cái ID này, cái bên cái mục chương trình giới thiệu á, các bạn copy cái ID này các bạn chia sẻ các bạn. Nó tới 3 cấp nha các bạn. Nè, level 1 thì giới thiệu được 2.000 các bạn, level 2 thì nhận 500 CNB nè các bạn. 500 CNB là tương đương với khoảng 5 triệu ơi, có khoảng 50 đô ạ. Các bạn vô tìm hiểu nha các bạn. 1 đồng CNB thì bằng 0.1 USD đó. Vậy video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì thì không hiểu thì các bạn để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.